Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn hữu cờ. Trong video của buổi tối hôm nay, kênh Học của Tú Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh cờ trước quyết định trong khuôn khổ vòng thứ tư của giải cờ tướng Big Korean Boy mùa giải năm 2021 lấy trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2021 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trận so tài đỉnh cao giữa danh thủ Trịnh Huy Đồng cầm bên đỏ Lý Tiên và ngoại tinh lai khách Vương Thứ Nhất. Đây là ván đấu cờ chấp sinh tử của Hải Anh. Trong cờ chậm và cờ nhanh đều có tỷ số hòa, một ván cờ mà bên đỏ của Trịnh với chấp hòa bên đen của Vương. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi Chi Chi将军将军将军将军
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chứ. Chứ. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chứ. Chứ. Tướng quân. 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 Chứ. Và tiếp theo sau vườn trên đến từ bên tiên thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen của vương đã buông cờ xin thua ngay. Các bạn thấy được đánh tiếp mà bên đen cho bình sẽ bắt mát thì bị thua ngay. Khi đó bên đỏ của trịnh đơn giản cho bình phải bắt đầu ngay. Đe dọa vườn cờ tiến xe rất cục. Trong hình cờ khác mà nhấc xe qua để chạy đường thì sao? Khi đó vẫn thua bởi bên đỏ vẫn còn đó thì hướng cờ bay mạnh chiếu. Ép xe thu về và chuyển phá bắt đầu. Trong một hình cờ khác mà bên đen cho nhấc con pháo qua, phê pháo để chơi đường thì các bạn thấy ngay khi đó cũng thua nhanh về sau. Như vậy các anh học của tướng Lai vừa gửi tới các bạn phần bên bàn về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.